Hiện tại là mấy anh em mình đang ở Phú Giáo, Bình Dương. Đây, ba xe của hành trình đi Măng Đen. Lần này là mình vẫn xài cái cặp túi Givi treo hai bên, nhưng mà mình không có xài cái ba ga như đợt mình đi xuyên Việt nữa. Mình xài cái dây đai nè, dây đai cũng của Givi luôn. Thì cái này tiện lắm anh em, mình chỉ móc vô hai dây này thôi đó, nó rất là chắc luôn. Đi từ sáng giờ không sao hết, rất chắc. Hồi xưa lúc mà đi xuyên Việt mình xài dây cái ba ga thì nó hơi bị đưa ra ngoài, nhìn nó hơi cồng kềnh. Giờ mình xài cái dây đai này rồi thì nó, cái dây đai này nó luồn qua móc dưới yên, và mình chỉ móc hai cái túi qua bên dây này thôi là xong. Cái người ngồi cũng không có cảm giác bị cấn ha, ngồi thoải mái, nó mềm lắm. Rồi mình chuẩn bị đi tiếp đây, tại vì hôm nay là mình có chở cả vợ cả con theo đó, cho nên là người ngồi sau dựa theo cái thùng này cũng khá là thoải mái luôn. Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại cái kênh của mình ha. Như video lần trước mình có nói là sau cái tour đi Long Hải, Phước Hải thì mình sẽ có một cái tour đi Sài Gòn Măng Đen. Thì ngày hôm nay là mình chính thức khởi hành đi Măng Đen, Sài Gòn Măng Đen. Thì cái chặng này mình chia làm 3 đoạn. Ngày đầu tiên mình sẽ ở lên Buôn Ma Thuột, ở đó một đêm. Và ngày hôm sau từ Buôn Ma Thuột mình sẽ lên Măng Đen, khoảng Măng Đen 2 đêm. Thì mình đã đi từ sớm rồi cho nên là trời đất còn tối, cho nên là mình không quay. Bây giờ là 5:45 rồi, mình mới bắt đầu quay cho anh em coi cái cung đường quốc lộ 14 ha. Thì cái cung đường đi lên Buôn Ma Thuột này thì nói chung là anh em đi thì cứ thấy bảng tốc độ cho nhiêu mình đi bấy nhiêu đi ha. Thì bao nhiêu cánh anh em tài xế và đi phượt cũng cũng truyền tải kinh nghiệm là đi đoạn đường này cũng hay bị bắn tốc độ lắm, cho nên là cho bao nhiêu mình đi bấy nhiêu là tốt nhất. Hôm nay hành trình của mình đi cùng mình có một chiếc SRGT của đứa em đi xuyên Việt, và thêm một người anh trong gia đình đi chiếc Honda Future 125, chỉ có 3 xe thôi. Chiếc Future của anh Nghĩa là đi được bao nhiêu cây lít anh Nghĩa hả? Xe đó thì tiết kiệm lắm luôn rồi, khỏe. Ở đây hiện tại vẫn đang là ở đâu ta, Phú Giáo hả hay là qua rồi chứ? Giờ mới thấy mặt trời lên, sáng giờ thấy mây mù không thấy đường luôn. Ở đây đa số trung bình là cứ cho chạy 60 đều. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp ha. Sáng giờ đi cũng mát. Dạ. Thì đó, bữa em cũng sợ là mưa, mình ở trong mình mưa nè, bắt đầu ra đây lại thời tiết nó cứ âm u xấu. Hôm nay đi ok rồi, hôm nay đi vậy là đẹp rồi. Từ đây còn cách Đồng Xoài 23 cây. Của Đồng Xoài nó thuộc tỉnh nào ta? Bình Phước hả? Rộng ghê thật chứ, Bình Dương nãy giờ chưa đi hết nữa.
Đây là vòng xoay cao tốc 02 nè, mình rẽ phải là đi vô quốc lộ 14, đi Bù Lăng đó. Bắt đầu vô cái quốc lộ 14 này là đi đúng tốc độ cho phép nè, gọi là cho nhiêu đi nhiêu. Lén phén là mấy chú hốt liền. Nắng ghê ta. Vợ em có muốn nằm không mình? Vợ em có muốn nằm võng không? Nằm cũng được. Thì trên đường này bắt đầu có nhiều cà phê võng rồi nè. Ok. Ok, nằm xíu đi. Giờ đi tiếp. Đẹp quá, đúng là cung đường đi quốc lộ 14 đẹp ha. Đang quay. Nhưng mà cái làn xe thì nó không được rộng lắm, cho nên là đường xe máy thì mình cứ đi theo đường xe máy nha. Tại vì đường này thì xe công với xe ben đi rất là nhiều. Nói chung là sáng giờ đi thì chưa thấy chốt nào hết. Nhưng mà cái này là mới khởi đầu thôi. Đi xa xa thêm xíu thì bắt đầu sẽ có mấy chốt giao thông. Đi ra trái đi bây giờ. Mình nó xe chở tôn kìa. Ở ghê không? À, xe chở tôn kìa chưa? Chở một con lách nữa. Ở ngăn. Đường mát quá. Dễ chịu thiệt luôn. Y chang đường đi Đà Lạt ha. Nhất là cái đoạn này là giống khúc Madagui á. Madagui đi lên Bảo Lộc á, giống. Không, đứng lên đèo Lò Xo. Hồi lúc mà đi ở đây, hồi cái đợt đi xin việc đi hướng này là đâu quay đâu. Đây là xe của anh rể mình. Đây, chiếc Future 125. Bảo hết. Quan trọng là xe anh em cứ bảo dưỡng định kỳ, các kiểu là xe nào cũng đi được hết. Xe mình 3 thùng mà chở vợ con thêm thùng, thêm cái túi phía trước nữa là còn chạy. Hình như có nè, có cây xăng petrol nè. Phải em ta thấy cái logo giống. Ở đây là Bù Đăng, Bình Phước. Công nhận Bình Phước lớn thiệt chứ. Đây, mình coi trên Google Maps dự tính mình tới Buôn Ma Thuột là chắc cũng phải là 12 giờ rưỡi hoặc 1 giờ trong khoảng thời gian đó. Bây giờ là 9 giờ 30 rồi. Trời bắt đầu nắng lên rồi, cho nên là đi cũng hơi nóng trong người. Tính ra sáng giờ đi cũng chưa gặp được chốt nào. Cũng là yên tâm.
không mà mình đi đâu có nhanh đâu mà sợ, ý là nếu mà có chốt á là mình sẽ thấy những cái xe này nè, xe lên xe lớn nè, họ sẽ đi rề rề, không ai dám vượt. Chứ sáng giờ mình đi là mình thấy mấy xe con nó hay vượt lên lắm, mặc dù là lên vạch liền luôn đó. Chứ chạy như mình đố ai bắt được, trời ơi, nó chạy có 55-60 rồi bắt chị. Đây là tỉnh Đắk Nông, thì còn cách Gia Nghĩa khoảng là 23 cây. Đó, đây là Đắk Nông nè. Đây là vào mùa hè rồi cho nên là thời tiết bây giờ đi nó chỉ là mát hơn, nó cũng không có được. Nói chung là có nắng mà nhẹ nhàng thôi, đi cũng nóng trong người nè. Chứ đợt hồi Tết mình đi xuyên Việt là đi tới đây là bắt đầu lạnh lắm rồi, đi thích lắm. Quẹo vô lên chưa? Chỗ này xuống dốc đẹp hả? Ừ. Anh có quay cái này không? Anh đang quay mà. Nhìn nó mát ha, cung đường nhìn nó yên bình mà nó mát mát, dễ chịu thiệt. Đây là cái gì đây? Đúng rồi, nãy nếu mà nãy bên kia đã cách đây xong nó lại đi tiếp. Thì kiếm chỗ nào ngồi mát mát, nó râm râm xíu. Để trái vào Nguyễn Khuyến rồi. Giống Đà Lạt luôn. Giống Đà Lạt ha. Ừ. Nhưng mà ở đây thì không có cà phê bóng đâu, ở đây toàn ghế không à. Đi trong cái đường mà tuy Đức Đắk Nông này nó khá là xấu, cái chiều dài xấu của nó cũng phải là 20 mấy cây, nhưng mà nó tiết kiệm hơn là mình đi đường dài, đường quốc lộ ở ngoài tới 45 phút. Nãy cái chị bán nước á, chị nói á, nên là đường khá là xấu nhưng mà mình cứ đi thôi, đi trải nghiệm mà. Lên chưa mình? Ok. Để mấy ổ gà đi chậm chậm lại. Từ đây ra quốc lộ 14C là 12 cây nữa.
Nhìn giống cái cung đường Tà Nung từ hướng Đà Lạt đi về quá. Nó giống giống nhau, cái cung đường nó giống giống nhau. Chỉ có cái là đường này xấu hơn nhiều, đường kia đẹp lắm, đi êm. Con đường xấu như vậy nó kéo dài khoảng khoảng 20 cây á. Đó, 20 cây đường như thế này nè. Thì nó ngắn hơn đường kia. Được, nói chung đường này thì mất cái kia. Nhìn rất là yên bình luôn. Đường xấu nha, đường xấu nha. Lát xuống qua cầu là gặp nè. Đấy, ghê lắm. Đẹp quá, đường đẹp quá. Đường này mà láng láng nữa là gặp phượt thủ là kéo dữ lắm á. Đây là tỉnh lộ 686. Đúng không ta? Đúng rồi. Huyện Tuy Đức. Quốc lộ 14C gì đây? Lấy trái à? Tới bùng binh đi hướng bên trái nha. Bùng binh rẽ trái nha mình. Quá đẹp. Đi phượt bằng xe máy nó thú vị ở cái điểm này nè. Thấy đẹp đẹp thì cứ thích dừng chân lại chụp hình luôn.
Nguyên con đường không một bóng người, thấy người phía trước chạy mà. Không một bóng người quay về. Quá đã luôn. Đây em có cột gió này. Nhưng mà không thấy cái cột nào quay vậy. Không biết. Cà phê vắng, sâu thế, xuống đây cho cỏ nè, tới cái dân cư rồi. Ba trăm mét nữa rẽ phải nha. Nó không có quay, quạt gió này đâu quay đâu. Nó không quay luôn á. Xe sau nó đang vượt lên kìa. Chạy cho mám vô, vô lá hồi hổ vô hỏi sao xui. Tấm heo kìa. Không chưa? Tấm heo là người ta chở nguyên xe heo xong ở dưới người ta lấy nước ta xịt 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 không à, chứ đâu phải lôi từng con nó tắm đâu, để ý là tránh nó mất vệ sinh khi mà chạy thẳng vô trung tâm đúng không, nó hôi á. Đúng rồi. Qua đi anh Nghĩa, anh lên trước đi. Mình lên luôn đi mình. Cứ lên đi, lên đi. Giống quốc lộ 20 ha mình ha. Y chang. Cái đoạn mà đi Gia Kiệm Phú Túc đồ.
Bây giờ là mình đã tới thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ còn cách 6-7 cây số nữa là mình sẽ tới cái homestay của mình ở. Rất là sầm uất, không khác gì những thành phố lớn thôi. Ở người dân ở Buôn Ma Thuột họ rất là giàu, rất là khá giả. Thấy nãy giờ mình đi một đoạn đường dài là bán xe hơi rất nhiều luôn, hai bên đường bán xe cũ, nhà nào cũng treo bảng bán xe hơi. Giờ em đặt 3 phòng đúng không? Nghe bảo là giờ em đặt 3 phòng. Vậy là anh Nghĩa một phòng ở với anh Tư rồi, tối anh Nghĩa phải coi anh Tư cho em rồi. Anh đâu biết đâu. Thành phố Buôn Ma Thuột đi thẳng qua đúng không? Thành phố Buôn Ma Thuột anh đi quay lại lần này là 8 năm trước rồi, từng đi cách đây 8 năm trước. Đi thẳng đúng không? Ok. Đây có nhà thờ nè, không biết là chiều nè. Nhà thờ chánh tòa luôn, Buôn Ma Thuột nè. Không biết chiều có lễ không ta? Chiều có đi lễ nhà thờ này không? Có lẽ thì mình đi nhà thờ chánh tòa luôn rồi. Quẹo hả? Đường gì? Đồng Khởi. Đường Đồng Khởi Buôn Ma Thuột. Mình book cái homestay. Sắp tới rồi con. Ây da, đường xấu dưới. Cọp homestay. Ây da, đuối luôn. Xuống đi anh vô góc này cũng. Đây là cọ homestay, mình cho anh em đi tham quan một vòng ha. Cái view rất là chill và dễ thương. Vô trong đây là đấy, view rất là xinh luôn. Anh vô phòng chưa? Thì nhóm mình book 2 phòng, một phòng riêng cho mấy anh em nam và một phòng cho bà xã mình với nhỏ em. Phòng có tên là nhà Chà Là. Thì đa số căn phòng ở đây nhìn nó rất là thiên nhiên, rất đẹp. Mình phòng cuối cùng. Mở ra mình. Đây là phòng của ba anh em, phòng đôi. Đấy. Mùa này mình thấy nóng nha. Đó, cũng có đầy đủ tiện nghi ha. Tivi, mì, nước, các kiểu, tủ lạnh nhỏ. Ở nhà đối diện là nhà dứa. Còn phòng mình ở là nhà mây.
buổi tối mà họ có cho mình cái sảnh để mình nướng, ăn đồ nướng cũng khá là ok. Đó, đây là toàn bộ cái homestay mà mấy anh em mình thuê. Thì mình sẽ ở đây một đêm và sáng mai mình sẽ khởi hành đi lên Măng Đen. Mình đang ăn bánh ướt ông gù. Hiện tại là trời đang mưa rất lớn, mưa tầm tã luôn. Thế nên là tới đây là ăn kịp. Đó, mời anh em ăn nha. Đây là ăn trưa đó, đói lắm rồi. Thấy anh bắt liền, nó nhầm vô các ở gần đây em bắt 7 chỗ hoài không được.